Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này với máy tính Casio. Đầu tiên mình sẽ cho a bằng 1.2. Như vậy mình viết cái nguyên lý của phương trình này vào. B sẽ là x. Shift số cái cục này mình chọn 1.2 thì chúng ta ra số 1. Tuy nhiên nếu b bằng 1 ở đây thì nó sẽ vô nghĩa, như vậy mình sẽ bỏ cái x, mình chia cho alpha x trừ 1. Chúng ta ra số này, như vậy x ở đây là 2.9859 gì đó. Bây giờ chúng ta thế cái số này vào đây. Và chúng ta cho ra câu C. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.